trời ơi, cái gì mà nó nóng muốn chết. Trời ơi, bà Sáu. Đâu vậy bà Liễu? Ôi, qua nó nói cho bà nghe chuyện này nè, vui lắm. Dạ, gì đợi cắt đồ một cái. Cắt làm gì, để đi rồi tí xíu rồi mình cắt sau nha. Mà chuyện gì? Ôi, nói cho bà nghe chuyện này nè, hấp dẫn lắm, má ơi, bình tĩnh nha. Rồi, nói đi, vụ gì nữa? Trời, tôi nói cho bà nghe nè, chuyện này vui gần chết luôn. Bà đem nó lấy đâu vậy? Tôi qua nhà bà Năm mà sáng giờ. Qua nhà bà Năm rồi đem nó lấy sao làm gì? Bà nói chuyện. Trời là trời. Đi lúc nãy sớm mà. Đi sáng sớm đi giờ mới về. Ừ. Bởi có nhiều chuyện quá ha. Trời ơi, nhiều chuyện đâu mà nhiều chuyện. Tại vì chuyện nhiều nó nói không có hết. Trời, tôi nói bà bình tĩnh nha. Đủ gì hả? Ủa? Vì lộn mới luộc. Ôi. Ê, nóng mỏi à. Ôi, mà luộc cho ai ăn mà tới 5 trứng gì vậy? Trời thì tôi luộc nè, coi ăn vài trứng thì ăn. Trời, cảm ơn nghe, tại biết sao không? Ăn vịt lộn nó tanh lắm, với lại mà tôi ăn con, cái con bự không có được. Là không thích hả? Không có, ăn được, tại nó bụng. Tự nhiên quá, à, bà ăn trứng đi cũng được nè. Ok. Trứng nó nghe mà, nó nghe nè. Tranh thủ kể vụ đi, bà biết tôi hay nhiều chuyện mà bà ngập ngừng quá. Từ từ đấy bà, có thực mới giật được đạo chứ. Thì ăn xong no là ta nói. Bây giờ không ăn mà khi tôi nói tôi quên mẹ nó bây giờ. Ôi, ăn mà cũng lựa con bự nữa. À, không thích ăn còn lựa con bự nữa. Rồi sao vậy? Ê, hồng vịt luộc sao ngon vậy? Ngọt nha. Trời, tôi bỏ gừng vô bà. Thiệt không? Cái gì? Bỏ gừng vô ngọt đúng không? Trời ơi, đúng mấy con tôi thích luôn má. Vậy hả? Ôi, tôi kể đi. Từ từ bà gấp rút quá à. Chuyện tôi biết cho bà, chuyện mà biết cho bà làm gì nó soi đổ vô háng bà vậy? Bà nội này hay dị quá. Từ từ nó kể cho nghe, ăn hồng vịt cái. Rồi, tranh thủ ăn giùm cái, kể cái đi. Từ từ má ơi. Gấp quá hà, muốn nghe chuyện từ từ nói chuyện cho nghe. Ôi nóng nó nghe. Nóng quá. Để nó nghe nè. Sao mà không để chanh vô chị má? À, trời, đặng chanh nữa hả? Ừ, đặng chanh gì vậy? Rồi sao rồi, để đặng nữa nè. Ê. Trời, tôi nói cho bà nghe, hôm qua nằm mơ thấy hộp vịt lộn. Trời ơi, ta nói nghe tính sáng sớm mà đi mua vịt lộn ăn. Ừ. Mà tình cờ cái sau qua nhà bà là chúng có điềm chị em mình bởi kịp. Chị em mình nó than. Khi mới thăng nó biết mấy thằng giờ cách cảm nhau, biết bà biết thèm vịt lộn hay mua hộp vịt lộn mà luộc không? Ta mới cho mấy trứng đó bà. Hả? Ta mới đi lại cho bảy mấy em lại cho mấy trứng hộp vịt lộn ăn xả xui đó. Thiệt không? Dạo này xui muốn chết luôn. Ừ. Quá, hộp vịt lộn là xả xui hả? Ừ. Trời, chắc tôi ăn hết chân 5 trứng này quá. Vậy mà xui dữ lắm à. Ừ. Kể liền đi. Từ từ để nè, ăn xong rồi ăn hết rồi mới kể được chứ. Mẹ này thiệt tình chứ. Còn sao kể đi trời, ăn gì mà lâu dữ vậy? Từ từ má ơi. Ngon nha, vịt lộn vừa nha, con vừa ăn dễ sợ luôn. Ta cho mà ta lựa, ta đem qua biếu mà. Mà phan đi, tôi thấy bạn ngon quá. Mà đợi tôi vô chẩm tôi lấy cái muỗng ra, tụi tôi ăn rồi. Lúc đó hai chị mình kể chuyện tiếp nha. Okay, rồi bà. Đợi tôi nghe không? Nhanh nha. Rồi từ từ đợi lấy cái muỗng ăn chung nè. Chứ có cái muỗng sao ăn chung được. Ok. Trời ơi, cuối cùng có cái muỗng này nè. Trời ơi bà đợi. Cái gì vậy bà nội? Vậy? Cái gì mà nói bạn hết trơn vậy? Thông cảm nè. Tôi nói cho bà nghe. Đói bụng quá, sáng giờ đi đâu ăn được gì đâu. Thánh thần thiên độ mới ăn hết trơn, rau găm ăn hết trơn, một gì lộn luôn. Mới đi vô trọng chạy lấy cái muỗng. Thôi, chị thông cảm đi, lỡ ăn hết rồi thì mà má ta muốn cái khác ta ăn. Chị em tăng thiết cho không mà tính toán mà lộn á. Bà hay dị quá, hay tính toán quá, hay dị quá. Rồi thôi đi kể chuyện, kể đi. Rồi, mệt ghê chị luôn á. Bà mẹ. Phan uống miếng nước cây. Ta mắc nghẹn chưa uống nước. Rồi uống đi bà cố nội. Thiệt tình chứ hả? Gặp ngay tôi hả, nhiều chuyện mà hả, cứ làm gì không á. Rồi, kể được chưa? Rõ đã. Sao? Hả? Vụ đó sao kể coi. Bà chứ mà bà cho người ta ăn. Bà cho người ta ăn muốn ăn chín rồi mà phải cho người ta ăn tráng miệng chứ. Bây từ đó kể cho nghe. Có chuyện nào mà gấp gút dữ dưỡng biết cho thiệt luôn á. Ăn tráng miệng nha. Ừ. Đây bà nho ngọt cái má nha. Trời. Nho tôi mua trên Bình Thuận về đó bà. Ừ, cảm ơn bà nha. Ôi. Nó mua ở đâu? Bình Thuận. Ừ. Ngọt không? Giống thử là ngọt cái hả? Chứ gì nữa. Ừ. Mà nho ngon á. Chứ sao bà, tôi lụa hả, ký mấy trăm ngàn chứ tỏi gì đâu. Cái gì? Ký mấy trăm ngàn nho đó. Bớt nổ đi má. Ba có nho đỏ là ký có 20-30 ngàn à, mấy trăm ngàn. Thôi giỡn mặt với tôi hoài. Bà hay, nói ha, bà hay có cái gì bà cũng biết hết trơn. Cái sao? Ôi. Như ta tôi vẫn biết. Rồi kể chưa? Hả? Kể chuyện giùm cái đi. Vụ gì? Hiểu nha. Mà nó nghe hoài luôn á, mà nó nghe từ đầu mùa tới giờ chưa bà kể luôn á. Nhà có tâm xí răng không? Dính miệng, dính răng. Ai dính răng cởi kỳ quá. Mà khỏi lấy đi, tôi lấy cái bộ găm tôi xỉa được rồi.
Để lấy tâm xí găng cho. Sẽ okay. Mà mất công nữa. Okay. Ngồi đi lấy tâm xí găng cho bà. Rồi, mệt ghê thiệt luôn á. Người đâu kỳ cục. Nè bà Liễu, tâm xí găng nè. Nè. Cảm ơn mọi người nãy giờ không đem qua sớm. Nho đâu trơn à? Hả? Nho đâu trơn à? Không còn trái nho nào trơn gì. Bà đừng nói tôi bạn hết trơn nha. Xin lỗi vì tại vì đồ ăn bà ngon quá. Thánh thần thiên đụng ơi, tôi sợ bà luôn á bà Liễu. Trời ơi, thông cảm đi. Nho bà ngon quá. Mua đồ ăn ngon về nhà không cho ta ăn đi làm gì má. Tôi sợ bà luôn á bà Liễu. Bộ bà đói bụng lắm hả? Sáng giờ bà chưa ăn gì hả? Thiệt mà sao không ăn gì đâu. Rồi qua nhà bà ấy nhiều chuyện rồi. Bà có muốn đạo cho bà ăn gì hả? Có đâu. Ôi là trời. Gì giờ ai với bà nội? Ủa ai nhỏ đỏ là ai vậy? Con Sưng chứ ai. Ủa con Sưng nào? Con Sưng con của bà Thu Đạm ở đầu đường chứ ai. À con bà Thu Đạm hả? Ừ. Trời ơi nhà, nhà bán cá phăng đúng không? Đúng rồi. Cái con nhỏ hồi nhỏ mà chị cha đi ăn cắp trái cây, ăn cắp sư ri, ăn cắp xài ở nhà bà đó. À con Sưng đó hả? Ừ. Con Sưng đen. Đúng rồi. Ủa sao bữa nay nó khác dữ vậy ta? Tôi nhớ hồi nhỏ nó ghẻ không mà cái mỏ nó tròn vồ nè. Cái trán vồ vồ, cái mỏ nó chề cái gì y vô cái chè con cái cha gì má. Ủa sao lớn lên đẹp gái vậy? Diễn tả con gái ta. Ủa không cho vậy thì hả? Nó đi Sài Gòn mấy năm mai mà. Cái gì? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn. Sài Gòn đó. Ừ. Tôi nhớ lúc trước cái vỏ nó ghẻ không mà sao giờ nó trắng trắng nõn nà vậy ta? Ta đi Sài Gòn mới về mà bà. Cái gì? Đi Sài Gòn mới về. Ừ. Ôi. Mèn đắc thắng đằng thiên đụng nguyên đi Sài Gòn thì có làm gái cho nha má mới trắng đi được vậy. Thì nó làm gái mà. Không có phải má ơi. Cái làm gì? Gái là làm phò đó. Làm phò á? Đúng rồi. Mà làm phò là làm cái gì? Là nằm ngửa kiếm tiền đó má. Cái ghê gì bà? Ừ. Phải không nghe? Nó chứ ai nữa trời ơi mấy đứa gì trắng nổi ngày như là kia có làm gì thôi. Mà sao bà biết hay vậy? Cái gì? Bà biết hay vậy? Trên phim đó. Trên phim nó hay nhắc đó. Là bà cố nội ơi bà cố nội. Bà hay dị quá cái miệng của bà đó. Đúng mà. Trên phim hay nói là chị cho lên Sài Gòn mà trắng nổi ngày về gì quê đó. Mấy đứa đeo vàng về quê đó. Trắng nổi ngày chỉ làm gái thôi. Cho chuyện của chúng ta bà hay gì bèm vô á. Bây giờ bà kể chuyện kia cho tôi với bà. Từ đầu mùa tới cuối mùa bà ăn hết trơn nè. Trứng lột vịt lộn ăn hết trơn nha. Tôi lấy tâm xỉa găng cho xỉa luôn giờ chưa kể chuyện nữa. Rồi tôi kể cho nghe. Trời tao nói cái chuyện nó vui gần chết luôn. Trời ơi, tôi nói cho bà nghe, tôi kể cho bà nghe, bà cười. Bà cười bà không mẻ bụng luôn á nè. Thôi tôi nói cho bà nghe, tôi kể cho nghĩ mà tôi nghĩ cái gì. Dừng. Tới không vui chưa? Hả? Không, chuyện nó vui thiệt. Trời ơi, mỗi lần mà tôi nghĩ đến cái chuyện đó, tôi không thể nào mà tôi kìm được đâu. Nghe nè, đừng vui nữa, kể đi. Kể đi rồi vui. Okay. Sao không biết sao tại vì tôi phấn khích đó. Nghĩ gì đấy chị đâu bị phấn khích, tôi bị bắt phấn khích rồi tôi điên á. Rồi kể ông bà nội. Ủa thì cái bà tự nhiên cái nạt ngang à, ai mượn nạt ngang thì quên mẹ luôn, nó bay luôn rồi còn nhớ nó kể rồi cuối cùng không nhớ luôn. Chứ không đang chỉ bị kể cái bà tự bà nạt ngang nó hồn dí lên mày nó bay mất tiêu rồi. Chị nó kể đâu ra nữa, mệt ghê á. Thôi tôi về tao muốn qua tao kể sao hay vậy quá. Trời ơi trời. Trời ơi ăn hết trơn đồ rồi lại bị kể cứ mà không kể liệu đang sợ mẹ má ơi. Ui là trời, tao sợ mày luôn có liệu. Từ đây về sau mày đừng có qua nhà tao nữa nghe.